Đồng Hải xin mến chào quý khán giả. Hiện giờ thì trời đã gần tối rồi, đang sâm sẩm rồi. Hai chú cháu Đồng Hải thì bây giờ đang chuẩn bị đi có một cái phi vụ. Hôm nay thì hai chú cháu mình sẽ đi làm ăn, một cái chuyến đi làm kiếm ăn đêm. Chưa biết là kết quả như thế nào đâu. Hiện giờ thì cháu Xính đang dỡ một cái phên này. Chắc là mọi người cũng đoán ra là chú cháu mình đi làm gì rồi. Thật sự là cháu Xính nuôi ong ở đây thì bị rất nhiều những cái con ong đất đến nó quấy phá. Chính vì thế cả ngày nay hai chú cháu đi rình mãi mới phát hiện ra được một tổ tương đối to, nó chui ở dưới một cái gốc cây. Bây giờ thì hai chú cháu mới quyết định là đi tiêu diệt nó. Nếu mà tốt thì có thể là sẽ được một bữa nhậu, mà nếu không tốt thì cũng là tiêu diệt được một cái mối họa để cho đàn ong của cháu Xính. Rình mãi đấy nhỉ. Căn bản chỗ này là mình không có ống nhòm, với cả là nó lại không, nó khuất rừng rậm nhiều quá, nó lại bay xuống đằng thấp nên là rất khó tìm. Ừ, nhưng mà ống nhòm là mình chỗ này tầm khuất. Nếu mà nó lên cao ấy thì mình đứng dưới thì mình nhìn dễ, nhưng mà đây nó lại xuống dưới hủm. Có búi nứa nào thì tốt nhỉ. Chú sợ nó ẩm ấy. Khò cho nó khô lên á. Ẩm cũng phải bắt nó cháy. Chắc để đi xuống dưới đường nứa kia chặt nứa thì dễ nhỉ. Thì nó dễ cháy. Cháy nhanh quá. Đấy à. Cái này cháy mới nóng mạnh này. À. Đấy, ở ngoài kia thì bắt đầu thành phố đã lên đèn rồi. Khu vực đấy chính là dưới đường quốc lộ. Chú là lầu ngựa ấy. Đấy, lầu ngựa nhà Huân Dung à. Đấy. Như này thôi một tí là tối ngày đấy nhỉ. Ô cái cây này đốt nó khác chết đi à? Ừ. Lúc nào cắt làm củi tha hồ này. Củi tốt mà cây này là cháy này nhờ. Mấy cây kia cũng cháy này. Còn cái cây bỏ mẹ cây sung kia thì không nên. À cây đu đủ rừng thì không nên. Bây giờ thì khâu chuẩn bị đã xong. Hai bó đuốc mình đã đang vác trên vai. Còn cháu Xính thì đang chuẩn bị nổ máy. Đoạn đường này nó chật lắm. Thôi mình đi bách bộ thần quyền một tí. Đấy, bây giờ thì chú cháu mình đã bắt đầu đến đường rẽ đi xuống cái khe đây rồi. Trời thì tối rất là nhanh. Vừa mới quay đi quay lại cái mà đã tối om rồi. Làm gì? Bó đuốc này mất khoảng độ 20 phút, 15 phút, 20 phút. Đường với đường nào nhỉ? Ở đấy, cháu đi trước đi trước đường. Ừ. Nó ở rất gần đấy. Nhưng mà. À. Mất vùng vèo đi còn mất tiếng đồng hồ đấy. Lúc trước không biết xuống ở đây đi ô thú ta. Lần trước chú cháu mình đã cắt cái bọng cây đấy rồi là gì? Đi bắt tóc đấy. Ừ. Ngay cái bên trên luôn. À, cái cây ngay gần đấy à? Ừ. Ông bảo ông mật là hóa ra là cái con ông này thôi. Thế à? Ông bảo ông mật đâu. Rồi là nó làm tổ từ ngày ý rồi đấy à? Cũng tổ này to lắm rồi đấy nhỉ. Cái gì đấy? Con cào to. À, cào cả ma. Hai thầy trò đường tăng mò mẫm ăn đêm. Ấy. Lỗ con gì đấy? À con chim vói cá à, gõ kiến à. Vói cá chứ nhỉ. Vói cá mình móc phát vào cái cây gai kia, cây rách à. Đấy, hiện giờ thì cháu Xính đang
nhóm cái bó đuốc lên. Thật sự là ở trên này nó có một cái tổ ong. Tổ ong mà chuyên môn nó đi bắt cái ong mật của cháu Sinh ấy. Rất là bực mình, không làm gì được. Một mình cháu thì cũng rất là khó cái chuyện đi bắt này. Với cả mấy hôm bây giờ nó mưa trơn nữa. Hôm nay thì có đồng hải lên. Hai chú cháu quyết định thì khả tài ngào. Mổ thịt ăn còng luôn. Nói chung là được quân thì tốt, mà không được thì cũng vẫn là tốt, công nhận không? Mình tiêu diệt nó đi. Cháu còn định lấy thuốc trừ sâu về nhét vào nó đấy. Ừ đấy, coi như được phải tiêu diệt nó đi để cho nó khỏi, nó phá cái ong mình ấy. Tốt nhất là quanh quay đây mà thấy cái tổ nào là phải tiêu diệt ngay. Ôi, có vẻ không cháy. Không cháy nổi sao ấy. Nó buộc cái lạt thấp ra chỗ khác để cho nó rộng rộng ra đi. Chú nghi là cái đóm ấy lắm, nó ẩm lắm. Đấy, cháu Sinh đã bắt thang lên hẳn hoi rồi. Bây giờ chỉ cần mỗi tiêu diệt. Ơ, lúc nãy búa chưa cầm xuống đây à? Cầm rồi à? Này cái cưa xăng thì cháu Trương lại đem về dưới kia mất. Đây cơ. À, nhìn thấy đấy chứ à? Ờ, dạ. Ôi, nó bậu ngoài thế thì tí nữa làm sao mà diệt được nó? Có chứ. Lấy lượng nóng của nó rồi. Bây giờ thì cháu Sính đã bắt đầu chuẩn bị lên hỏa thiêu. Đây nó là tổ ong bò vẽ phải không? Đúng rồi. Chứ không phải cắn lá đâu chứ. Không phải đâu. Cắn lá thì không dám làm này không? Ờ. Cắn lá nó ác lắm nhỉ. Đúng rồi. Không còn nào bay ra à? Có đấy. Có. Liệu cái bọng này to không? Ôi thôi, rơi đóm rồi kìa. À, cái hố bên dưới đấy à? Thế còn hố nữa ở đâu? Hố nữa ở ngoài kia đấy. Ủa, thế nó bay ra đường kia sao? Không biết được. Nó lại phải nút bên kia lại chứ. Đốt rồi à? Ôi. À, cái lửa cháy á? Lửa chứ không phải ong đâu á? Lửa. Láo quá. Nếu thế nó ra bên kia thì nguy hiểm lắm. Đáng lẽ phải nút lại. Chú nghĩ hai bó này không đốt nổi nó đâu. Thò tay lấy gì đấy? À, chú ý nút á. Nút vào đâu? Nút vào lỗ. Sao nút lỗ nó? À, nút xong để đốt bên kia à? Cháu nhìn thấy lỗ bên kia chưa? Nguy hiểm quá. Đúng là Xính một chân. Đâu, bay chưa? Tao cũng đi ra bên này đón mày. Nó có ra không? Ôi, ông Sính này liều quá. Lỗ bên kia to không? Thế nó không bay ra à?
Thế sao mày dám bông trèo lên đấy? Có lửa thôi. Lửa là cái gì? Rồi. Thấy nó nằm im chưa? Im rồi. Bây giờ phải khò, lấy cái khò khò vào trong. Đúng không? Bây giờ mình có thể liều mình đi xuống đấy không? Chả biết có mổ được không? Nó dày không? Không có chỗ đứng. Cái cưa máy lại đem đi cho cái kia. Không có chỗ đứng nhưng mà cái cưa máy thì có. Mình có cưa chứ phải không đâu. Có không như kiểu không có. Không bắt được nó, phải tiêu diệt nó, chết hết đi. Để cho nó khỏi bắt ong của mình, đúng không? Nó đòi vô đốt mình á. Đốt ở đây á. Vừa xong á. Đã nó được đốt chú nhá. Nếu mà đứa nào đốt nó thì nó đốt giả thôi chứ. Hôm trước bập bằng cái gì ở đây? À bập bằng máy rồi mà lại không. Thế mà lại không. Cái này là cây xoan phải không? Xoan nhựa. Xoan, xoan đào. Đây kiểu vo vo đấy. Hay là vo hay là ấy. Vo vo đấy. Nếu mà nó đốt thì mình đốt nó nhá. Đấy, bây giờ cháu Xính đang dùng đến cái vũ khí hạng nặng, cái gọi là hỏa lực ấy. Lúc nãy thì mới là dùng vũ khí loại nhẹ thôi. Bây giờ chơi, chuẩn bị chơi nguyên tử. À, bên kia vẫn đang cháy à? Cháy vào cái miệng hố của nó à? Thằng này nó không ấy, làm trên cây mà khó nhỉ. Khó làm cái này mới an toàn đấy. Nhưng mà nó ra phá của mình. Thôi bây giờ mình cứ tiêu diệt nó, không lấy được ấy nó thì mai mình cho lọ thuốc sâu à nhỉ. Đấy. Cho mày tùa hết đi. Không lấy được nó cũng phải đút cây vào cho nó chết. Đút cây vào nó vẫn cắn cây ra đấy. Không, đút lửa vào. Lửa không ăn thua được, chỉ có đổ thuốc sâu vào thôi. Không, nó nhiều này, nó số lượng nhiều, nó về nó toàn lên bắt ong của mình. Láo. Hôm nay cháu đặt chất khoảng mấy chục con rồi. Yeah. Chết kia, sao tắt vớt bỏ đi. Sợ có con nào bậu ở ngoài à? Lại chưa dùng cái vũ khí đấy à? Cái đuốc này không ăn thua, đuốc này nó không vào trong rồi đâu. Ôi giời, nó o o ác lắm. Ở bên dưới như kiểu có nốt ai chọc bên dưới rồi đấy. Máy cắt này này. Cái cây này rỗng trong hết rồi nhỉ? Đúng rồi. Cây này để cắt làm đỗ ong chứ không xẻ được gỗ nữa.
Rãnh đấy nó cũng ra được à? Ra được không? Cắt thủng vào trong rồi hả? À? Nếu thế thì cái gì nó bập dễ thôi, nhưng mà quan trọng là giữa rừng đêm âm u. Khói phun lên chứ à? Không, không phải là cái lỗ nút à? Không phải, đúng mà, cháu bỏ ra rồi. À. Không biết nó có sâu dưới không? Sâu đấy. Quan trọng là xuống dưới, nếu xuống dưới nó không chết ấy. Không chết, không phải chết. Coi như là hôm nay đi tiêu diệt nó rồi chứ chưa chắc bắt được nhộng đúng không? Bắt được đấy, nó ở ngay đấy. Cái này nó mỏng quá. Đây là lỗ rỗng to lắm rồi. Mũi tên nóng hết rồi. Đấy, ra khói từ dưới rồi. Chết hết rồi. Thì rất là liều. Quá liều. Đấy, ra khói ngoài kia rồi. Bây giờ thách nó dán ra nữa. Ra là tù hết. Trơn. Bác rìu đấy à? Rất rìu đấy à? Có phải cầm nặng lên để chạy không? Đấy, bây giờ là chàng thạch xanh à, rất là liều mình. Chú nghĩ là phải kho thêm lúc nữa đi. Không bay thường vào đấy. Cái gì? Đấy. Cứ khỏ thêm tí nữa cho nó chắc ăn. Đây này. Úi. À, không phải. Còn gì. Cứ khỏ thêm tí nữa chắc ăn nhá. Đấy, vẫn còn bay ngoài này. Đấy. Không phải đâu. Phải. Con bướm bướm rồi. Đánh chết hết nó rồi. Ôi cái lá chuối kìa. Để chú chặt cái chuối đã nhá. Để vướng nhá. Kệ nó. Không vướng cháu đâu. Chặt móc vào cái. U. Chết hết nó cũng u được đó. Chú nghĩ là chưa chết được hết đâu bởi vì nó sống dài lắm. Cầm được ở đây là không chết mới là lạ. Cây này rõ to đây mà thối hết nhỉ. Ý nhỉ. Nếu mà không thối chắc họ xẻ rồi nhỉ. Cái này xẻ ra không phải được 2-3 bộ bàn ghế. Nhưng mà nó thối rồi thôi. Nó thối rồi họ chí. Chứ nếu mà không thối là họ xẻ rồi đấy. Họ không để thế này đâu. Không, cái này họ không dám xẻ đâu. Cái này là rừng tập thể. Xẻ trộm ai biết đâu. Xẻ nó biết ngay, người dân nó khác biết ngay. Vừa rồi nó xẻ bao nhiêu cây đây rồi. Nhưng mà cây đấy nó không bảo được. Những cây không có tác dụng về làm nhà là nó phạt ngay.
Cây này là làm gỗ làm nhà tốt chứ. Xoan này nó bưng nhà tốt lắm nếu mà nó. Thỏ tay vào thêm nhíu. Khò thêm tí nữa vào trong đi. Cứ nghe dạy chú. Chắc ăn không. Không đùa với bọn này được. Bọn này nó ghê lắm, nó có phải là ông mũi ông biết đâu, cái này nó đốt cho tùa được cơ mà. Trong kia nó khói quá, lửa còn tắt, làm cho mình ra tắt luôn. Cứ khỏ kỹ thêm tí nữa rồi cứ nghe dạy chú đi. Ấy nó khổ, nó cháy hết cái vỏ, cái làn khói nó chết rồi. Đấy có chỗ đứng à? Ủa cái thang chỗ để không thế này á? Ôi không được đâu, để chú về cho. Không được đâu. Xuống chỗ dòng mạc hay sao? Sao ông cả thần nó còn trộm mấy dây của ông mà nữa? Đâu, xuống dưới lán mà. To không? Thấy bọng chưa? Bây giờ thò tay lấy rồi á. Ôi anh. Ghê lắm. Tìm mua ong đất. Họ tiết cho mày. Mới còn à? Mất hết giống. Chú nghĩ là chưa bóc tổ được đâu. Lỗ còn bé lắm. Nóng chứ. Nó còn bé lắm. Không phải đâu, không bé đâu. Chú cháu lấy ra cho chú xem. Không, đang nói là cái lỗ thôi mà. Con bù lỗ hơi bé. Lỗ còn bé. Rõ ràng mềm thế này mà nó thành cái bẫu cứ máy nó ăn đéo được. Còn như kiểu thấy đá ra nữa. Chắc ông nóng quá nhỉ. Nóng quá ông cũng lười. Ông chót mang máy lên đây là làm luôn. Bập từ tí cái mép bên trên kia đi nữa thì tốt nhỉ. Không có máy thì mình
Nếu có máy thì chơi hẳn một cái hộp vuông không nhận không? Chán quá, máy không cầm về. Thế lửa à? Đố à? Không. Tự nhiên nó bò ra đây hai con ấy. Giật cả mình. Có nhậu không? Có đấy. Không nhiều đấy. Mày chúng mày vĩ tiêu diệt mà chúng tao còn được ăn. Nó ở trong cái hốc cây này nhấp nhu nó khó lấy. Từ nay thì chúng mày hết bắt ong của tao. Từ nay hết cơ hội lên toán luôn. Nát hết rồi à? Không nát rồi. Tao lấy nhỏ ấy, tao lấy. Nhiều tầng không? Nhiều đấy. Này chúng mày bị thu tịch thu cả nhà. Phát cả người. Khói mù mịt luôn. Khói này là ngất hết ngay nhờ, còn sống ngất luôn nhờ. Đấy, xinh đấy. Bắt cái thang này. Cao chứ phải thấp đâu. Cũng phải đến 5-6 mét nhỉ. 5 mét đấy. Sợ hơn đấy. Đừng có đi tít trên kia nó lấy không được. Đó. Ở trên á? Nhiều đấy, bộ này. Không lấy mai về lấy cưa lấy cắt tiếp nhỉ. Bây giờ là ăn được rồi đấy nhỉ? Ăn được rồi. Có bị rơi ít xuống đất phải không? Rơi chuyện. Hết đời chúng mày. Chú lấy cho quê đón nghe. Bộp mấy bạn tạp rơi xuống này. Còn mấy bánh tổ không? Ôi, rơi dưới ra đấy.
Vô. Ở trên á. Đấy mọi người nhìn này. Cái này rất là to. Không biết nó giống từ gốc lên không nhỉ? Giống từ gốc đấy. Giống từ gốc á, thế sao lại làm ở trên đấy? Nó làm lên đấy. Nhưng mà liệu nó có rơi dưới không? Không. Ở đấy nó có vướng không? Không vướng cái gì cả. Nhưng mà nó không rơi dưới à? Không. Chẳng có móc tay của cháu không lấy được. Đây, nó là cưa máy ở nhà thì bổ một phát hình hình vuông nha nhờ. Bổ đúng cái cục này. Ừ. Như nắm đấm này nó. Sao giờ không chặt cái cục cái đi? Chặt cả bên ngoài cũng nhanh nhưng mà. Không, bên ngoài là thịt. Là thịt. Ở trong nó thối rồi phải không? Đúng rồi. Thế mà không bỏ thì bỏ cắt bằng da như kiểu da lửa ấy. Hay cưa cùn. Không phải. Nó không biết cắt. Cắt lung tung ấy. Cắt lung tung cưa không vào cố đâu mà. Đấy mọi người ạ. Đấy tổ ong ở trong đấy đấy. Chú xuống chú giữ thang đấy nhá. Không cần đâu hả? Sao? Bây giờ có dây rồi. Dây ăn thua gì? Thôi để chú giữ đi. Ui. Dây gì đấy? Dây cái bình đạn. Chú giữ cái thang thử đi. Ừ. Giữ thang luôn an toàn. Giữ an toàn chứ. Thoải mái. Ừ, rửa mặt chú. Cái gì? Nó bù bù đúng không? Thế này, đưa lên đèn này nhá. Lại đưa lên khò tiết. Không đùa đâu, bởi vì nó xuống bên dưới ấy. Cái bọn ở trên thì nó tùa rồi. Cái túi của mình gần đường không hết. À. Quên mất không mang cái túi bóng. Cháu bảo tin nhưng mà cháu tưởng là tí ít thôi. Đấy, cháu lấy cái này thôi. Rất là nhiều thế cơ à? Ừ. Giờ phải về lấy túi không? Không. Lấy lá túi gói, không lấy lá túi gói về. Ừ. Chỗ này lúc trời sáng á, nhìn nó bay á, trắng hết cả khu vực này không à? Không bay vàng xe như kiểu máy bay ấy, tên lửa ấy. Chứng tỏ là ông Mạc ông phát hiện ra là ông tưởng ông mật thôi nhỉ? Ừ. Ông lừa với ông chăn trâu về xem xích nó bị đốt không một chút. Nó bắt mất bao nhiêu ong của mình rồi đấy nhỉ? Ừ, con này kinh khủng lắm.
Hôm nay thì cho mày coi như nghỉ hưu luôn. Alo ạ. Alo ạ. Vâng. Có phải ông Đông Hải kết nối cái... Dạ dạ, vâng vâng ạ. Ông cho tôi xin cái số điện thoại của cái cô mà ở bệnh viện coi là vô gì ấy ở gần bệnh Tân Mỹ, Tân Mỹ Đình ấy nhỉ? Cái cô là cô bệnh nhân, cô là cô bệnh nhân chứ không phải là ở bệnh viện. Tưởng là xin số cái cô bệnh viện cô chữa ấy. Không, cô là cô bệnh nhân đến đấy cô ấy chữa anh ạ. Không biết được, để tí nữa về nhà rồi em dạ. Em ấy cho em sẽ hỏi lại cho nhá. Dạ vâng, dạ vâng vâng vâng. Em đang đi bắt ong. Đang đi bắt ong. Dạ vâng, cảm ơn các bác rất nhiều. Dạ, hai vợ chồng chịu khó đi xa thế. Vâng, thôi thì cứ đi làm cho nó vui mà vui tuổi già mà. Vâng, được rồi, rồi đấy, có gì cái thì em khắc ấy cho nhá. Dạ vâng ạ, ok. Dạ dạ ok, dạ dạ. Chắc là muốn chữa bệnh. Cái hố này giống rất to. Nó xuống dưới còn nhiều bánh tổ không? Ở trên thì hết rồi à? Trên hết chưa? Nhưng nói bảo ở trên hết hết cái tổ chưa chứ? Yeah. Thò que mà. Nhưng mà đừng lấy lúc ở trên nó rơi xuống là rơi mất xuống dưới. Không rơi được không hả? Sao không rơi được? Mày phải lấy hết bên trên đã, xong rồi moi ở dưới sau. Dưới này dễ nhằm mà. Lửa cháy. Thế chín cả tay luôn. Cảm thấy ông đốt này lửa cháy. Quả này đưa một nuôi luôn. Này đúng là đã đời nhỉ. Ấy, đấy, ui trắng tinh. Còn thành chưa chết. Trắng tinh luôn. Dã man, à, thật sự là hôm nay thì quá nhiều. Chắc là về lấy thêm túi đấy. À không cần, tí nữa cho cái áo này buộc luôn vẫn được nhỉ. Áo của chú á? Ừ. Hết bình ga. Hết chưa? Hết đấy. Đang vui lại hết ga nói gì. Còn bình không? Rút lấy cho cái khác kìa. Ừ. Vẫn còn à? Đốt rồi à? Hay là bỏng tay? Nó trốn nhặt xuống cái lửa. Đúng là siêu cao thủ sinh. Đây chính là cây thang của siêu cao thủ sinh. Ấy. Ui giời, trắng lốp nhờ. Như kiểu con ruồi để trứng. Quá chuẩn luôn. À, cái ông nhỏ tuột xuống rồi. Trò hết vào. Nói thật sự lắm này cũng được nhiều đấy, phải khoảng độ 6-7 cân đấy nhỉ. Ừ. Sợ còn hơn đấy. Từ hồi đi bắt cái tổ này mới là tổ ăn nhất đấy nhỉ. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Hai con còn đứng ở đấy nhá. Hai con còn đứng ở đấy. Chuẩn bị chưa chín đấy.
Cái hốc cây này cũng to lắm đấy. Cái cây này phải nói là rất là to, cây này phải gốc hai người ôm mọi người ạ. Đây là cây xoan đào, xoan rừng. Nó sợ nó chạy tụt xuống dưới rồi, ông già. Mai liệu nó còn dám lên tổ mình nữa không? Không lên đâu, nhà cửa tan nát hết. Thì ta đi tìm làm chỗ nhà khác à? Ừ. Cái này mà nó xuống đốt một lần nữa là không còn xác luôn. Cái này mà có một ít dầu đổ phát xuống đấy đốt cho nó nhờ. Dầu nhớt đi. Cái gì? Dầu vừa hôi đấy. Không, có nghĩa là mình không lấy nữa chứ, mình đốt nó cho nó tiêu diệt nó đi. Chỉ có phát tốc mới mạnh. Cứ cái dầu vào xuống là đốt cháy hết. Không còn nào thoát nữa, dầu nhớt thải ấy. Đúng rồi. Ở dưới nhiều lắm nó không chết đâu. Yeah. Mà thôi đấy. Nó còn nhiều, còn nhiều nhộng không? Đấy. Nhiều đấy, dưới này càng nhiều đấy. Nó bé nhưng mà nó nhiều. Nó vỡ ra rồi à? Tay này, nhưng mà nó cứ cong cong cái này xuống. Ồ thế à. Hay là kệ nó đi để ngày mai mình lấy cưa về mình cắt nó phát dưới này. Không. Bây giờ mình lấy luôn. Có lửa mà. Nó về nó cũng dán ra đốt mình không à? Nhưng mà bây giờ mình không thò tay sâu được ấy. Thò được, vẫn có thò được. Sợ nó lại xuống tận dưới này thì sao? Lấy hết. Thì lấy bố bố chặt đi. Đấy, bây giờ thì chú cháu mình bắt đầu rút quân về rồi đây. Sính đã làm được à, trên kia là một cái túi to, dưới này thì mình là một cái áo bọc nữa. Thang thì nói thật sự rất là nguy hiểm. Thang là thang tự chế. Mỗi con này đút quần à? Mấy người còn sống á? À? Châm vào cái quần, dính cái quần. Sính có một chân mà rất là lì. Bây giờ thì chú cháu mình bắt đầu chuẩn bị mùi chế. Thôi bây giờ cái túi còn nhét được cái ấy à, thì chú nhét túi quần nhá. Cho cái này. Nó nhét cho cái đèn khò thôi. Đây là bình nữa mà. Đây rồi, cái này thì chú khoác. Cái gì đấy? Kiến à? Cái đồ kiến đấy, kiến nó vào đây, ôi nó vào đầy áo rồi á. Nhanh thế nhỉ? Trời ơi, đến phút cuối cùng nó đốt tao phát. Nó đốt vào tay rồi. Một phát vào tay rồi. Bây giờ tê tay luôn mà. Cái này mà 10 phát là liệu hồn đấy nhá nhỉ? Chú cho xem nào. Đây. Cái cây nó ở đấy không? Không biết đấy. Nhổ luôn bây giờ nó mới được. Đấy. Về chú mút đi. Mút hết cái nhiều cái độc nó ra. Bởi vì nó châm mảnh vào đấy. Nó tít nữa là cháu cùng châm vào một mũi. Cháu cũng nó bị châm vào cái kinh mạch này. Không phải châm nữa. Ông này ban ngày chảy một kịt nữa rồi. Tê dại ngay luôn mà. Đau cực kỳ luôn đấy. Như kiểu mọi người ạ, đã đến phút cuối cùng rồi. Xuống đến đây rồi mà lại có vì bọn em nó đuổi theo, nó chơi phát vào tay. Rồi kệ nó. Nó ở dưới này rồi. Nó ở dưới này sẵn rồi. Lâu rồi. Các bạn là mình đang mải húi húi, mình sợ kiến nó vào cái túi này. Thế. Rồi bây giờ thì chú cháu mình bắt đầu. Nó đốt chảy máu luôn. Mồi chế. Nó có dao nữa. Ở đâu nhỉ? Đây bây giờ bỏ bật. Đây. Cái rìu nữa rồi. Yeah. Cái thằng leo lên cây thì nó không cắn. Nó lại cắn mình. Các bạn là tay mình vừa đang cầm máy, tay cầm cái này chứ nếu không mình vẩy được ngay, hiểu chưa? Chú đang cầm cái máy quay nó cắn đè đấy. Ừ, thế là. Ê, thôi kệ nó.
một tí làm thuốc để nó chữa bệnh thấp khớp luôn. Này, nó đốt một phát nhưng mà nó giả cho mình mấy cân nhộng này, mấy cân ong này. Cái này mà tháng trước lấy là căng lắm đấy nhá. Thế à? Nó sốc cơ nhé. Thì có một số nó bị nở hết. Lạc đường nhỉ? Qua đấy đuổi đấy đi cho nó nhanh. Qua khe nữa. Qua đường cây gai này. Có ba cây gai nữa. Lúc nãy nó chọc mình phát rồi thôi. Nhưng mà áo dài nó chọc đâu. Nó là thôi cái dây áo không biết. Rồi, đã sắp trở lên đến đường. Cái cây gạo này là cái cây vừa xong là cây gạo chứ nhỉ? Cây cây vông như nhỉ? Hôm đang nói cái gỗ gai này mà. Cái đấy là cây hạt mắc khén. À mắc khén. Chứ không phải là cây gạo. Cây gạo thì lấy thuốc đắp gần rất là tốt. Tầm này ạ. Đây mọi người ạ, thành quả của hai chú cháu hôm nay đây. Dã man chưa? Nói thật sự là cái tổ ong này nó ở trong cái gốc cây, đâm ra không lấy được cả bánh nguyên là nhiều. Phải... Cái tổ ong này thì là nó ở trong cái hốc cây, đâm ra không thể lấy cái riêng từng bánh lên được. Nên là phải xé ra vỡ rất nhiều, chứ nếu không thì nó thật sự... Anh à, con nó quá ư là nhiều luôn. Này này mọi người này, con nào. Con nhộng nó to. Sướng đời thế này nhìn. Cũng đào tận tại vì mù phanh sạc kìa. Ôi ơi. Sướng đời không mọi người ơi, đấy. Sướng đáng. Nói thật sự là bây giờ nó cũng còn nở mất một số rồi đấy, chứ nếu không thì nó còn được nhiều nữa. Quá nhiều này mọi người nhìn thấy. Ôi giời ơi. Ấy. Đây này, chú xem cái này này. Đấy. Cháu móc mấy mảnh ra này. Đây, nó vỡ ra này. Bao nhiêu đây này, mọi người nhìn thấy không? Ở dưới này này. Trời, vỡ ra dưới con nhộng nó quá trời luôn. Này này. Sướng đời luôn. Cục này nguyên nó này. Quá tuyệt vời luôn. Hôm nay thành quả của chú cháu mình thật sự là quá mỹ mãn luôn. Rồi bây giờ thì chú cháu bây mình giờ, sẽ nhặt. Bây giờ mày đang ăn chiến luôn. Đúng rồi. Thôi, bắt đầu nhặt đi. Mọi người ạ, bắt đầu về thì ông Hải đã bị một... đồng chí ông à, chơi phát nhỉ. Đánh nhau là chết của mà. Tay lên rồi, tay gầy quá. Dã man nhỉ. Nó gầy mà nhau nhau nó tỏ này phép một tay. Ok nó nhưng mà hôm nay ăn đám ong này cũng đã luôn. Đấy thật sự là báo thù. Chết nhiều nữa này, chóc chảy rồi. Đây mọi người ạ. Hôm nay thành quả chú cháu mình đây là mới còn có một nửa thôi nhá, còn một nửa nữa cơ đấy. Còn nữa kìa. Mọi người thấy không? Cái ông già còn một mệt kìa. Không phải già đâu mà còn vẫn còn rất nhiều. Còn, ông non này còn nữa. Ông già nữa. Nhưng mà nhiều quá này. Nhưng mà hôm nay không mang chua nhỉ? Chán quá. Ăn xào cũng này ăn ngon mà. Quá tuyệt vời luôn. Lấy mấy cái lá chanh cho bà nhá. Ừ. Lá chanh thì cũng có. Ừ, lá chanh ngay đây này. Ừ, trời ơi mọi người ơi. Ơi. Hôm nay chú cháu mình chơi sàng quá. Chưa. Buổi trưa thì một cái mặt lợn. Buổi chiều thì chơi cả yến ong này. Sàng quá. Sàng quá. Thật hôm nay cả nếu mà lấy hết phải hàng yến thật. Không phải nói hoa. Cái ong đấy là cái cây đấy là cây con nhừ khủng đấy. Cái là
Thế gọi là cái con đào để bắt sóc sống đấy, hàng ngày đấy. Chọc phát nó chọc em, chọc em. Chọc phát nó tụt. Chọc phát nó phùng. Thằng phùng nó sợ chứ. Ghê ghê, tưởng cái quái vật gì mà mạnh thế. Bắt ra con sóc thôi. Gì đấy, mỹ mãn không? Con này đúng rồi. Chú chó mình này chơi hơi vip đấy. Đâu phó à, ra nhặt mấy cái lá chanh đi. Khờ nó đéo với đại tí không gì. Cắt không cắt rồi không? Vừa đâu mặn. Ui giời ơi, đúng rồi. Dân thành phố mà làm sao ăn lại này đi. Rất tiếc là hôm nay mưa mấy ngày. Thế là điện thắp trong nãy sáng bây giờ thì hết nó rồi. Còn ai vậy, chúng nhau cần điện thoại mạnh quá. Căn bản là mưa nó có ý đâu, cả ngày, cả gần tuần nay mưa liên tục rồi. Thắp được như thế là tốt lắm rồi. Mình lấy xác của nó về nọ, nướng luôn để xào nó. Thật sự là quá tuyệt vời nhỉ. Úi dừa ôi này. Ôi dồi lượng ơi. Nghĩ mà ăn. Thợ thái lá chanh ấy. Thôi kể cái để cái cả nó gì cho nó mùi thơm là được mà. Bữa nào chả thế. Cái này giàu rồi mà. Có điều kiện. Quá mỹ man nhỉ. Mình ở dưới thằng phố này họ bảo mình lừa thôi, đi mua về. Không có thế nhá. Không, đây thì nhìn thấy chỗ cháu mình quay từ lúc leo lên cây đốt rồi. Còn mình ở trên rừng này thì đường chân thế này thì không thể nào đi mua được. Chịu chết nhá. Không tin đâu. Thử muối mì nhá. Không thử muối mì. Còn cái miệt kia để mai thôi, miệt tắt rồi. Ôi vẫn nhạt lắm. Thôi ăn nhạt nhạt thì được. Nhạt quá. Nhạt quá lại không ngon. Nhạt quá không ngon đâu. Đấy, sắp sửa bỏ ra được rồi đấy. Đảo lên. Đây. Đậy làm gì? Không cần đậy đâu. Đậy ra. Cho nó quách một chút. Đây, một bãi kiến trường. Ngày mai bỏ ra cho con ong kia nó sợ. Cái mệt kia chú đi. Quay mệt kia mới ghê. Ôi dồi này. Mày mang đi để ở chỗ kia nó cứ bắt con mật. Đặt luôn ở chỗ miệng cái gối ông mật. Con kia về nó về, mấy con kia về nó về. Ô, sáng nay xong ông mật dậy sớm thế phải đánh chết hết mấy đống này mà. Ngày mai hay kia mai lại một bữa toái loái ra nhờ. Và cái đống này thì làm sao ăn được 1/3 là cùng. Không, từ từ. Mấy tí nữa để phải ăn bắt con múc. Bây giờ thì cũng tương đối là muộn rồi. Chú cháu mình hôm nay đi bắt tổ ong về thì cũng hơi mất thời gian. Mời tất cả các cô các bác ăn cơm tối nhá. Ăn ong nhá. Mời cả nhà ăn cơm. Hôm nay thì toàn đặc sản đấy mọi người ạ. Thôi vợ chồng Đồng Hải với gia đình nhà cháu Xính mời tất cả quý khán giả cùng ăn cơm tối với mọi người ở đây nhá. Thôi mời cả nhà mình đi. Ôi giời. Này. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi mời đi, mời cả nhà mình đi. Thật sự đấy chưa, tuyệt vời không? Ngon quá. Quá tuyệt vời luôn. Mà không. Nó lẫn cái con già vào đây. Thì tôi chọn là con này sắp nở luôn. Nhưng mà ăn nó rất bùi bùi. Ngon lắm, ăn cái con ấy nhiều người ta không thích ăn con non ấy. Rồi, mời đi.